Xin chào anh em. Ở trong một vài ngày gần đây, khoảng 3 ngày gần đây, mình có phát hiện ra là chiếc điện thoại iPhone 11 này, khi mà mình sử dụng tất cả những cái ứng dụng thông thường thì thỉnh thoảng nó bị nóng lên, mà nó nóng rực luôn. Chắc nó phải lên tới khoảng 50 độ. Khi mà mình sử dụng ứng dụng Facebook thì cái nhiệt độ của nó bắt đầu tăng lên, mặc dù ứng dụng Facebook là một ứng dụng rất là nhẹ. Trong lúc mà mình chưa xác định được đây là lỗi do máy hay là lỗi do ứng dụng Facebook thì mình có lên Google Search và tìm thấy là cũng có rất là nhiều người, cũng có rất là nhiều anh em cũng giống như mình. Và thời gian này thì mình cũng hơi rảnh làm video công nghệ, thế nên là mình cũng dành thời gian ra để tìm hiểu xem là trường hợp nào thì nó sẽ bị nóng lên như vậy, nguyên nhân do đâu cũng như là cái cách khắc phục như thế nào thì mình cũng sẽ chia sẻ nó ở trong video này nhá. Nhưng mà trước hết thì intro đã nào. Rồi, đầu tiên như mình đã nói thì khi mà mình sử dụng ứng dụng Facebook thì nó bị tình trạng như vậy. Và đặc biệt là mình có để ý là nếu như các bạn sử dụng cái ứng dụng Facebook như bình thường, lướt feed như thế này thì không làm sao cả. Nhưng khi mà các bạn sử dụng vào cái tab video hoặc là các bạn xem video ở trên Facebook thì khoảng 5 đến 10 phút sau là máy sẽ nóng rực lên luôn. Mặc dù trước đó khi mà mình xem Netflix thì hoàn toàn không có hiện tượng gì xảy ra, máy vẫn rất là mát, sử dụng vẫn rất là bình thường, không có bất kỳ hiện tượng nào về nhiệt xảy ra cả. Khi mà mình xem vào cái mục sử dụng pin ở trên chiếc iPhone 11 thì mình thấy là cái ứng dụng Facebook ngoài việc tăng nhiệt độ của máy lên thì nó cũng làm pin của nó tiêu hao đi cực kỳ lớn. Như ở đây các bạn có thể thấy là thời gian sử dụng của mình đến 65% pin được đốt vào ứng dụng Facebook, mặc dù ứng dụng Facebook này mình không sử dụng quá nhiều. Tổng thời gian sử dụng của ứng dụng Netflix và YouTube cộng lại mới bằng Facebook, nhưng mà cái phần trăm pin tiêu thụ của cái ứng dụng Facebook này lên tới là 65%, tức là gấp 3 lần so với lại Netflix và YouTube cộng lại. Nguyên nhân thì mình cũng không có chuyên môn về lập trình các kiểu để có thể xác định rõ, hay là phần cứng máy tính, phần cứng điện thoại để có thể xác định rõ được nguyên nhân của trường hợp này. Nhưng mình có thể phỏng đoán là do ứng dụng Facebook nó đang bị lỗi gì đó với cái tab video. Khi mà mình sử dụng bình thường như thế này thì mình không bị nóng lên, cũng không bị quá nhiệt hay gì cả. Nhưng khi mà mình chuyển sang tab video, chỉ cần xem khoảng 5-10 phút thôi là nó sẽ nóng rực lên luôn. Theo như mình thấy thì có những chiếc điện thoại mà bị cái tình trạng này là những chiếc điện thoại mà iPhone 11 hay là 10S Max. Nói chung là những chiếc điện thoại iPhone mà có tai thỏ, bởi vì chiếc iPhone 7 Plus của mình vẫn đang sử dụng thì nó không bị trường hợp này. Vào ứng dụng Facebook xem video vẫn rất là bình thường, không hề bị quá nhiệt. Nhưng mình vẫn nghĩ là lỗi do ứng dụng Facebook nó bị làm sao đó, bởi vì khoảng 2 ngày gần đây nhất thì nó mới bị, khoảng 2 đến 3 ngày gần đây nhất thì nó mới bị chứ không phải là bị từ trước. Vậy thì cách khắc phục, cách giải quyết nó như thế nào để các bạn có thể sử dụng được tiếp đây? Ví dụ như mình thì mình có thể cắt hẳn cái món xem video ở trên Facebook được, bởi vì mình cũng không có quá nhu cầu. Nhưng mà các bạn cần bán hàng online rồi các bạn xem livestream các thứ thì làm sao mà tránh được, đúng không? Và đây sẽ là cách giải quyết vấn đề mà mình đã tìm ra được trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó chính là khi mà các bạn chuyển cái chế độ sử dụng pin của các bạn sang chế độ tiết kiệm pin thì máy vẫn nóng lên nhé, máy vẫn nóng lên, nhưng mà nó không nóng lên nhiều như là khi mà các bạn không để chế độ tiết kiệm pin ở trên chiếc điện thoại này. Nhưng mà để có thể khắc phục được triệt để cái tình trạng này thì rõ ràng là chúng ta sẽ cần phải đợi những cái phiên bản cập nhật phần mềm tiếp theo của Facebook hoặc là iOS để có thể chữa được lỗi này. Anh em nghĩ sao về lỗi này? Lỗi này do Facebook hay là do iOS? Và anh em có bị như vậy hay không? Và cách giải quyết của anh em như thế nào? Thì hãy comment xuống phía dưới để chia sẻ cùng mọi người nhé. Cảm ơn anh em đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.